Xin chào, ngày hôm nay Hằng sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc laptop siêu mỏng nhẹ thời trang, chính là Surface Laptop 5. Và hãy cùng bắt đầu luôn video này để tìm hiểu ngay về chiếc máy này nhé. Đặc biệt trong mùa hè này thì các bạn học sinh, sinh viên và giảng viên sẽ có cơ hội nhận được những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn khi mua máy tại Surface City, bao gồm voucher 300k, giảm 15% giá phụ kiện và tặng trọn bộ quà tặng độc quyền lên tới 2,5 triệu đồng. Surface Laptop 5 được ra mắt vào cuối năm 2022, ban đầu thì có mức giá khá là cao, nhưng mà tin vui là hiện tại em nó đã có mức giá mềm hơn, chỉ từ 19 triệu đồng thì các bạn đã có thể sở hữu rồi. Với mức giá này thì có thể nói Surface Laptop 5 là một trong những chiếc máy tính xách tay mạnh mẽ, giá phải chăng và phù hợp với rất là nhiều người dùng, đáng mua nhất năm 2024. Và về ngoại hình, Surface Laptop 5 không có nhiều thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm là Surface Laptop 4. Máy vẫn sở hữu lớp vỏ nhôm nguyên khối sang trọng, khe tản nhiệt được ẩn khéo léo ở phía sau bản lề. Với trọng lượng chỉ 1,3 kg cho phiên bản 13.5 inch, các bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình cả ngày. Ngoài ra, khi các bạn lựa chọn phiên bản 15 inch, trọng lượng sẽ là 1,5 kg, còn nếu lựa chọn phiên bản bàn phím bằng vải Alcantara thì sẽ nhẹ hơn đôi chút, khoảng 1,27 kg. Máy cũng có nhiều phiên bản với các màu sắc khác nhau để các bạn thoải mái lựa chọn. Bản 13.5 inch sẽ có 4 màu là bạch kim, đen mờ, sage hay còn gọi là xanh rêu, đá sa thạch. Còn bản 15 inch thì sẽ có 2 màu là bạch kim và đen mờ. Về cổng kết nối của máy thì mình đánh giá là ở mức độ cơ bản. Chúng ta sẽ có một cổng USB-C hỗ trợ Thunderbolt 4, một cổng USB-A 3.1, jack cắm tai nghe 3.5mm và cổng sạc Surface Connect. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về màn hình PixelSense trên Surface Laptop 5. Màn hình được trang bị tấm nền IPS có độ phân giải 2256x1504px cho bản 13.5 inch, 2496x1664px cho bản 15 inch, cùng với mật độ điểm ảnh là 201 ppi, tỷ lệ tương phản là 1300:1. Đây còn là một màn hình hoàn hảo cho dân văn phòng với tỷ lệ 3:2. Đồng thời, chất lượng hiển thị cũng được cải thiện nhờ vào việc được trang bị công nghệ Dolby Vision IQ. Về mặt màu sắc thì Hằng đánh giá là Surface Laptop 5 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc văn phòng hay là giải trí thường ngày. Màn hình sẽ có độ phủ màu lên tới 101,6% gam màu sRGB và 72% gam màu DCI B3. Và laptop cho dân văn phòng mà thiếu một bàn phím xịn thì không được rồi. Nhưng đó là laptop nào ấy chứ? Surface Laptop 5 có bàn phím với khoảng cách cắt phím rất là hợp lý. Hành trình phím 1,3mm mang lại cái trải nghiệm gõ rất tốt. Bàn phím còn có đèn LED với 3 chế độ khác nhau phù hợp cho làm việc trong môi trường thiếu sáng. Còn touchpad của Surface Laptop 5 thì mình đánh giá là khá lớn, mang lại không gian thoải mái cho các thao tác đa điểm và điều hướng. Nếu bạn có nhu cầu học từ xa hay học qua mạng thì máy cũng có trang bị webcam nha. Camera sẽ có độ phân giải là 720p. Các bạn đang thấy là Hằng đang trực tiếp trải nghiệm luôn nè, cũng được phép đấy chứ. Đồng thời có cả camera hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello giúp cho các bạn có thể mở khóa bằng khuôn mặt nha. Tiếp theo là tới loa, âm lượng của Surface Laptop 5 lớn hơn đáng kể so với một số mẫu Ultrabook mà mình từng sử dụng. Laptop được trang bị loa Omnisonic được đặt khéo léo ở dưới bàn phím, kết hợp với công nghệ Dolby Atmos mang lại âm thanh lớn, rõ ràng và sống động. Giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nói về cấu hình được trang bị trên Surface Laptop 5. Về CPU thì chúng ta sẽ có chip Intel thế hệ thứ 12 với hai tùy chọn là Intel Core i5-1235U hoặc là Intel Core i7-1255U, GPU là Intel Iris Xe. Còn về RAM thì sẽ là Low Power DDR5 với dung lượng là 8GB, 16GB hoặc 32GB, rất là đa dạng để cho các bạn lựa chọn. SSD cũng vậy, chúng ta sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ là 256GB, 512GB và 1T. Lưu ý là bộ nhớ 1T chỉ có ở phiên bản Surface Laptop 5, chạy chip i7, RAM 32GB với màn hình là 15 inch nha. Với hiệu năng này thì máy hoàn toàn đáp ứng được các nhu cầu công việc văn phòng, đảm bảo trải nghiệm mượt mà và ổn định trong vài năm tới. Còn về thời lượng pin thì theo Microsoft công bố, bản 13.5 inch sẽ sử dụng liên tục được 18 giờ và bản 15 inch sẽ sử dụng được 17 giờ. Đây là những con số khá là ấn tượng đúng không? Còn về thực tế mình test là khoảng 10 đến 12 giờ cho các tác vụ văn phòng. Pin thế này là quá khỏe và thoải mái để theo các bạn cả ngày dài rồi. Cuối cùng là hệ điều hành đi kèm theo chiếc laptop này sẽ là Windows 11 Home bản quyền nha. Bạn chỉ cần dùng thôi, không cần phải mua Win nữa. Đến đây thì cùng Hằng kết luận nha, với những ai mà chưa từng dùng qua dòng Surface Laptop thì Surface Laptop 5 sẽ rất phù hợp với bạn. Những người mà cần dùng với tần suất làm việc liên tục nhiều giờ mà vẫn chạy tốt để đảm bảo hiệu suất công việc và học tập. Với tần suất mang theo laptop bên mình gần như là cả ngày thì thiết kế nhỏ, gọn, tối giản và nhẹ cũng là một trong những ưu tiên để giúp cho bạn có thể lựa chọn Surface Laptop 5. Do đó, Surface Laptop 5 cũng sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong rất nhiều mẫu laptop khác trên thị trường.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video review Surface Laptop 5. Và nếu như các bạn có câu hỏi nào về chiếc máy này thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.